Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Merging ATM. Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm chơi Merging Crypto, Forex và Stock US. Mình là Huy và trong video ngày hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2020 thì chúng ta sẽ bàn về tình hình của Bitcoin khi mà Bitcoin nó xuất hiện mô hình vai đầu vai và kịch bản tiếp theo của nó sẽ là gì. Như anh em có thể thấy trên cái hình mình để trên slide này thì cái đây là cái mẫu pattern pattern là cái mẫu của cái mô hình vai đầu vai này. Anh em thấy đây là cái đường vai vai trái, đây là cái đường đầu và đây là cái đường vai phải, đây là đường neckline. Nếu nó phá được cái đường neckline này thì nó bull back về và nó tiếp tục nó giảm tiếp hơn. Và trước khi đi vào video thì Merging ATM tụi mình có một group Telegram nơi trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm với nhau. Anh chị và các bạn nào quan tâm có thể scan cái mã QR code trên màn hình hoặc bấm vào đường link mình để trong phần mô tả để tham gia vào group nhé. Trong group thì ngoài mình và cái admin phát ra thì có còn có rất là nhiều anh em giỏi khác nữa, nên đây là cơ hội rất là tốt để anh em giao lưu kinh nghiệm lẫn nhau. Và quay lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tình hình của Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Bitcoin ở không daily thì nó vẫn tiếp tục xu hướng giảm của nó, bởi vì cái đỉnh nhận đây đấy thấp nhất của nó vẫn chưa bị phá vỡ các anh chị. Hôm qua Bitcoin nó đóng nén ngày với một thanh nén, là thanh nén này nè, nén đỏ này nè, là thanh nén giảm giá, và cái thanh nén này có thân nén rất là dài và bóng nén trên bóng nén dưới rất là ngắn. Thanh nén đỏ này là thanh nén dài, chứng tỏ là phe bán nó đang áp đảo phe mua rất là nhiều, và thông qua được cái mô hình vai đầu vai nên là lực bán đang có momentum, cái động lực rất là mạnh so hơn rất là nhiều so với cái động bên mua ha. Và hiện tại thì nó đang ở trong cái vùng support cũng như là cái vùng đỉnh cũ của Bitcoin ở không daily, đó là 6.600 cho đến 6.800 thôi. Ok, mình sẽ khu dung vào không H4 nè. Không H4 thì mình đã như ở trong video trước thì mình có vẽ ra hai cái kịch bản, đó là một cái kịch bản là nó sẽ bơm nếu nó ở trong cái vùng support này nó xuất hiện setup bin ba tăng giá hoặc là phi gì tăng giá thì chúng ta có thể long lên được. Còn nếu nó phá qua được cái vùng support này thì chúng ta sẽ chờ nó full back về và chúng ta sẽ short. Đó là kịch bản của mình ở trong cái video trước. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy ở 0H4 thì chúng ta có thể thấy là cái mô hình giá đảo chiều, đó là mô hình vai đầu vai ha. Đây như mình có thể thấy đây là cái vai trái này. Mình sẽ bự nó lên cho nên dễ thấy ha. Đây là cái vai trái và đây là hết gọi là cái đầu và đây là vai phải. Đây, và ở cái mô hình vai đầu vai này thì nó cũng thỏa mãn điều kiện của cái mô hình giá này, đó chính là cái volume của nó này. Cái volume ở vai trái nó cao nhất và đạt cao nhất, và cái nó giảm dần sau khi qua cái đầu và vai phải, nó giảm dần chứng tỏ là cái mô hình này nó cũng được kết hoạt rất là mạnh. Và ở đây chúng ta có cái đường neckline ha, đây cái đường neckline kể từ cái vai trái qua vai phải nè, và nó đã phá được cái đường neckline này rồi. Hôm qua nó đã phá được cái đường neckline này và nó quay về nó test lại cái một đường neckline này một lần, nó tiếp tục đâm. Chúng ta có thể canh short ngay tại đây nè, đây là cái vùng chúng ta có thể short được, và ở đây chúng ta có thể canh setup giảm giá ha. Ở đây thì chúng ta có một setup, đó là setup bin ba giảm giá khá là xấu, cho nên là chúng ta cái kèo này chúng ta chưa có vào lại được. Tại setup này có thể giống cái nến doji cho nên là chúng ta không vào được ha. Và hiện tại thì chúng ta sẽ chờ nó phá cái vùng support này và chờ full back về như các kịch bản mình đã vẽ ra ở cái video các video trước. Chúng ta sẽ chờ nó khi mà nó full back về và mình sẽ short ha. Và hiện tại thì nó đang phá cái nó đang đục được cái vùng hỗ trợ ở 0H4 rồi. Nếu vùng hỗ trợ này được đục thì Bitcoin nó sẽ giảm rất là mạnh, bởi vì được sự ủng hộ của cái mô hình giá đảo chiều và cái vùng support cũng như là cái đáy cũ,
cái đáy dẫn đến đỉnh cao nhất của nó bị phá vỡ, cho nên là cái xu hướng tăng của Bitcoin nó sẽ chuyển sang xu hướng giảm hơn. Đây là cái đáy này, đây là cái đáy cũng như là cái vùng support của Bitcoin ở 0H4, nó bị phá vỡ thì cái xu hướng tăng của Bitcoin nó sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Và thỏa mãn điều kiện đó là volume của nó giảm dần, phù hợp với cái mô hình giá đảo chiều vai đầu vai ha. Ok, và như mình nói thì cái nếu vùng support này, nếu cái nến đang diễn ra này nè, cái nến H4 4 giờ này nó đóng nến phía dưới cái đường support này, thì cái vùng hỗ trợ này nó sẽ bị phá, và cái vùng hỗ trợ này sẽ thành cái vùng kháng cự của Bitcoin ở trong hiện tại, và chúng ta sẽ chờ nó pullback về thì chúng ta sẽ chờ setup để short, hoặc là chúng ta có thể đặt một lệnh ở trong cái vùng này luôn, thì chúng ta sẽ chờ nó về pullback về, chúng ta sẽ short ha. À, và cái nến hiện tại thì nó có thân nến hiện đang rất là dài, chứng tỏ là cái lực bán của nó đang rất là mạnh ha, phải bán đang đảo chị đang chiếm ưu thế rất là mạnh. Và ở đây thì chúng ta có setup thiết diễn xu hướng, đó là inside 3, cái nến màu ba bao bọc cái nến xanh này nè, và nó đã phá, nó đã break ra được với một cái thanh nến, là thanh nến giảm giá rất là mạnh, với thanh thân nến dài, bấm nến trên bấm nến dưới ngắn, cho nên là cái lực bán của Bitcoin ở 0H4 đang chiếm ưu thế rất là mạnh so với bên bò. Ok, tiếp theo là mình sẽ nhắc lại là cái kèo chúng ta sẽ là chờ nó phá được cái vùng sự hỗ trợ này, và chúng ta sẽ chờ short khi nó bounce back về ha. Ok, tiếp theo là cái đồng ETH, Ethereum. Ethereum thì cái xu hướng tăng của nó vẫn chưa bị phá vỡ, bởi vì cái đáy dẫn đến cái đỉnh cao nhất của nó. Đây, anh em thấy cái đỉnh này là cái đỉnh cao nhất của nó ở cái đồng Ethereum, và cái đáy này là cái đáy dẫn đến đỉnh cao nhất, và cái đáy này nó vẫn chưa bị phá vỡ này. Nếu nó phá vỡ được cái vùng hỗ trợ cũng như là cái đáy này thì chúng ta có thể vào lệnh, nếu nó phá vỡ ha, vào lệnh short. Khi còn khi nó tiến hành nó về và nó xuất hiện setup như pin ba hoặc là fake key tăng giá thì chúng ta có thể long lên ngay tại đây được rồi. Đây, chúng ta sẽ chờ, hiện tại thì chúng ta chưa có kèo cho cái đồng ETH Ethereum này ha, bởi vì chúng ta sẽ chờ nó hồi về, nó giảm về cái vùng hỗ trợ này, nếu nó phá luôn cái vùng hỗ trợ này luôn á, chúng ta sẽ chờ nó pullback về ha. Đây, giống như cái đồng Bitcoin thì chúng ta sẽ chờ nó, nếu nó phá được cái vùng này chúng ta sẽ chờ nó pullback về, và chúng ta sẽ short xuống ở cái vùng này. Ở đây là cái vùng tiềm năng, khi mà nó pullback về thì chúng ta sẽ chờ short được theo Braxton ha, theo tín hiệu của Braxton. Ok, chúng ta sẽ đi qua cái đồng Bitcoin Cash, đồng BCH. Cũng giống như cái kịch bản mình đã vẽ ở video trước, thì cái đáy dẫn cái đỉnh cao nhất của nó là cái đáy này nè, cái đáy này cũng như cái vùng hỗ trợ này, hiện tại thì nó đang bị phá giống như cái đồng Bitcoin. Nếu nó bị phá thì cái xu hướng tăng của Bitcoin Cash ở 0H4 giờ nó sẽ chuyển sang xu hướng giảm, và chúng ta sẽ chờ nó về, nó pullback về, chúng ta sẽ short như giống như cái kịch bản của Bitcoin ha. Bởi vì các cái đồng altcoin thì nó thường đi theo cái kịch bản của cái đồng Bitcoin, cái đồng đi trước nó, cái đồng đàn anh của nó ha. Và chúng ta sẽ chờ nó về đây. Chờ hồi lên mà chúng ta sẽ short. Đó. Và cái kèo cho Bitcoin Cash này thì cũng khá đơn giản, bởi vì nó hoàn toàn nó giống như cái đồng Bitcoin, chỉ có cái đồng Ethereum như khi nãy thì nó Ethereum thì nó khác hơn một tí, bởi vì Ethereum thì cái đáy dẫn cái đỉnh cao nhất của nó rất là xa, cho nên là đây là cái vùng hỗ trợ, và nó vẫn chưa bị tiếp cận, cho nên là ở đây thì chưa có lệnh cho anh em. Ok, chúng ta sẽ đi qua cái đồng Litecoin, LTC. Đây, LTC thì giống như kịch bản mình đã vẽ ở video trước ha, các video trước thì Litecoin thì nó đi nè, nó về, nó tiếp cận lại vùng support và nó phá được cái vùng support này, nó pull back về nè, và nó xuất hiện thanh nến pin ba giảm giá nè, rất là đẹp luôn, rất là đẹp.
đây thanh đánh bài giảm giá này, rồi mình sẽ xóa với cái mục này. Đây thanh đánh bài giảm giá cũng như là cái đánh giảm, và trước đó cũng là một thanh đánh bình ba giảm giá này. Đây cái thanh đánh này, thanh đánh bình ba giảm giá, và anh chị đặt 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 lệnh một một lệnh. Nếu anh chị đã học về kiến thức của pricing ở của channel của Margin ATM thì anh chị có đã biết được cái quy tắc đặt lệnh của thanh đánh bình ba, hoặc là đánh fakie, đánh inside ba. Nếu xuất hiện setup bình ba giảm giá ở cái vùng này thì chúng ta có thể đặt cách mũi của bình ba một chút, hoặc là chúng ta đặt khi mà giá nó đóng nến là giá market, mà giá thị trường của cái setup giảm giá này, setup giảm giá bin ba này. Chúng ta có ba cách đặt lệnh, đó là đặt lệnh khi mà giá nó cách mũi của cái bin ba giảm giá này một chút, hoặc là cái giá đóng nến của cái setup này là cái nến tăng, cho nên là chúng ta sẽ đóng nến ở phía trên, chúng ta sẽ short ở đó, hoặc là chúng ta short ngay tại 50% trên đường ba thì cũng đã khớp lệnh rồi nha các anh chị. Nó cái một cái đuôi nấy nè, nó chọt lên chay, nó khớp lệnh 50% của chúng ta, và chúng ta đang ăn được một cái con sóng rất là dài. Đây nếu anh em đặt lệnh theo 50% trên đường ba thì đã đạt được gần 8,7% lợi nhuận rồi, và nếu anh em dùng đòn bẩy 10 hoặc là 20 thì chúng ta sẽ đạt được cái mức lợi nhuận kha khá rồi ha. Ok, và ở đây thì có một cái setup là bin ba giảm giá tiếp diễn xu hướng này. Đây cái nến búa, cái nến này là cái nến tăng, nhưng mà tăng lên thì một bị một cái phe bán nó đẩy giá xuống, không khiến cho cái Litecoin nó không đóng nến phía ở mức giá cao hơn được, nó chỉ đóng nến là một cái nến bin ba được giảm giá tiếp diễn xu hướng thôi. Ok, và giống như kịch bản mình đã vẽ này, nó phá được và nó pull back về, nó tiếp tục nó giảm, và cái đồng Litecoin này thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ tiếp tục nó giảm về cái đáy, ba cái đáy này ha. Đây này, ba cái đáy này là trước mắt cái target của chúng ta, nếu anh chị vào lệnh theo cái biên ba giảm giá này rồi, và xem cái kiến thức đặt lệnh của các setup như là bin 3, fakie hoặc là inside 3 ở channel Margin ATM thì đã ăn được con sóng này, và mục tiêu kỳ vọng của chúng ta sẽ là cái vùng giá hỗ trợ này 36,7 cho đến 37,4 này là trước mắt ha. Ok, và đó là cập nhật về cái setup, cái kèo short bán khống của cái đồng Litecoin, và video nhận định thị trường của mình ngày 16 tháng 4 đến đây là kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia vào group Margin ATM thì có thể tham gia bằng cách scan cái mã QR code trên màn hình, hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram bằng cách search account Margin gạch ngang ATM để tham gia nhé. Nếu anh em đã có tài khoản thì thoải mái tham gia group để nhận signal free. Anh em có thể ủng hộ team mình bằng cách đăng ký tài khoản của sàn SnapX, Bingbong hoặc Lucky Trade theo link giới thiệu của team mình. Mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả, và team mình sẽ lấy đó làm động lực để mời thêm nhiều các pro trader về team phục vụ cho mục tiêu chung của anh em, đó là đạt được lợi nhuận. Xin cảm ơn cả các anh em đã xem video của mình.